Sao anh cứ nói dài ấy nha? Bây giờ anh có tin là em lập biên bản anh không? Sao lập biên bản anh được? Em lập biên bản cái tội mà anh nói xấu chung cư của mình. Nói xấu chung cư cũng bị lập biên bản á hả? Chứ làm sao? Em đâu có luật nào là em nói xấu chung cư đâu. Anh nói dù. Thôi em không nghe nữa đâu. Mệt ghê, em đang dội gặp anh nữa. Kìa. Nha Hoan, nghe anh nói này, Nha Hoan ơi. Ê. Bây giờ á, anh thương em cho nên là mình tính tới cái chuyện là mình mua nhà với đất để mình ở. Thì em biết là anh thương em, nhưng mà bây giờ em nói vậy nè, hiện tại bây giờ em thấy là chung cư rất là tiện lợi nên không có gì thay đổi hết á. Với lại bây giờ nè, anh nghĩ đi, bây giờ mình muốn mua ok em sẽ mua cho anh, nhưng mà khi nào mình có tiền rồi mình mua. Ủa chứ khi nào mới có tiền? Thì khi nào có tiền rồi tính chứ, bây giờ anh hỏi khi nào sao em biết được khi nào? Ủa chứ là khi nào? Thì khi có tiền rồi mình sẽ mua. Thì bây giờ mới có tiền. Thì em đã nói là mình làm đi, mình làm 10 năm nữa, 20 năm nữa, 30 năm nữa có tiền. Quán của tôi, trời đất ơi, tự nhiên vô đây cãi lộn cái lạo vậy hả? Tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang, hát vang la 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 la, là một khúc ca cho mỗi nhà.